Xin chào các bạn. Hôm nay là buổi sáng mùng 4 Tết ngay tại cửa hàng Xem Ba Duyên. Năm mới mình xin thay mặt cửa hàng chúc các bạn ăn Tết thật là vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc ở bên gia đình của mình nha. Những bạn nào đã đi làm rồi thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều những cái năng lượng tích cực để bắt đầu năm mới. Còn những bạn nào mà vẫn đang vui vẻ Tết với gia đình đó thì một lần nữa chúc các bạn thật là vui vẻ, ấm áp, hạnh phúc bên gia đình của mình. Thì hôm nay mình vẫn sẽ tiếp tục bán xe và bán rất là nhiều buổi sáng này. Đây là chiếc Honda Vario, nó sẽ là chủ đề chính của video này ha. Đây là chiếc Honda SH, đây là phiên bản 23, phiên bản duy nhất mà Honda Việt Nam mang lên cái dàn chân đen. Còn chiếc xe này thì mẫu này đã có khách mua luôn rồi, hôm nay là khách mua khá nhiều mẫu này, đặc biệt là từ Trà Vinh nè, rồi Vĩnh Long chạy qua đây và kiếm mua đó các bạn. Trở lại với cái xe này thì nó sẽ là chiếc xe phiên bản ABS màu xám tem vàng có ABS, và có thể là chiếc cuối cùng ở cửa hàng mình, tại vì cái mẫu này là Honda Indo bỏ mẫu luôn rồi đó các bạn. Và cái màu này bây giờ nhìn lại nó rất là đẹp nè, đúng không? Và nó sẽ có cái tem màu vàng ở đây. Và giá mình có cập nhật rồi, giá của nó sẽ là 48.900.000 là bản A nha. Bản C là 43.9. Đây bản A nè, chút xíu nữa mình sẽ nổ máy cho các bạn xem ha. Mình sẽ tiếp tục đến với địa chỉ cửa hàng dành cho những bạn nào lần đầu tiên vào xem kênh của mình. Đây, số 67 Triệu Lương, thị trấn Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Đó, em trai này là mua SH nè các bạn. Còn đây là chiếc Future màu trắng, SH màu trắng, Future màu trắng. Rồi, Exeter 50. Nào, mình quay trở lại với xe này xíu nha. Đây rồi, nó là bản C nhập khẩu từ Indo nha các bạn. Mặc dù là Honda Việt Nam mình mang về rồi, nhưng mà mình thấy các bạn vẫn thích cái mẫu Indo, vẫn thích mẫu Indo. Và bên mình đó là xe về không kịp để bán luôn các bạn. Các bạn xem nè, mẫu Indo thì mình bóp phanh bên tay trái luôn. Đó, nổ máy rồi đó các bạn. Đây là khối động cơ 160cc ha, SB cộng nha các bạn. Mâm là mâm đồng. Mình nhắc lại cái giá sẽ là 48.900.000 và 43.900.000 cho mẫu C và mẫu A ha. Giá này mình cam kết chính xác, đúng thời điểm và luôn luôn có sẵn VT nha các bạn. Xe này thì một bạn ở đây, mình che thông tin lại nha. Bạn này ở thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Mình sẽ che luôn số tài khoản mới được các bạn ơi. Đây, như thế này. Đó, bạn Nguyễn Văn Thế, Bãi Lộc Hà, Hồ Chí Minh ha. Bạn này thì đã đặt mua hồi trước Tết đó các bạn. Bây giờ qua Tết mới ship nè. YouTube bây giờ nó không cho mình quay mấy cái số tài khoản nha các bạn. Mình sẽ che luôn ha. Mình sẽ cọc tầm khoảng 5 triệu qua số tài khoản Lê Thu Sương, là bên mình sẽ ship toàn quốc, với phí ship là miễn phí hoàn toàn nếu các bạn nhận xe trên tuyến quốc lộ 1A từ Sóc Trăng đi tới thành phố Hồ Chí Minh và Sóc Trăng về tới Cà Mau. Đây là Honda Vario màu xám xi măng, cũng bán trong ngày mùng 4 này. Đây nè, hôm nay khách rất là đông nè các bạn. Hiện tại là bản A bên mình là gần hết luôn rồi, mẫu Indo đó các bạn. Các bạn còn nhớ cây mai này không? Nè, hồi trước Tết, bây giờ vẫn còn bông nè ha. Bây giờ đang là mùng 4 Tết nha các bạn. Bữa nay là mùng 4 Tết nha. Đây, Vario này là Vario Việt Nam, bên mình cũng ship luôn nè, đi Vĩnh Long. Các bạn xem. Đây, rồi, vậy ha. Lưu Gia Khiêm, thành phố Vĩnh Long, miễn ship.
Như mình nói là tại vì ship từ Sóc Trăng này mới đi dài dài tới thành phố Hồ Chí Minh á là miễn phí. Còn nếu mà ship mà ra tới về tới Cà Mau cũng vậy luôn. Thì Vĩnh Long nè, bạn này ra tuyến quốc lộ A nhận xe là miễn phí hoàn toàn đó các bạn. Rồi ra tới Hà Nội á, phí ship cũng chỉ có 500 ngàn thôi. Ha. Bây giờ mình sẽ kết thúc video đây nha. Xin chào các bạn.